giới đạo thiên tâm mình. Cách đây 3-4 năm thì ngài tịch, nhưng mà thật sự như Phật thôi mà, cái giống như hộ tiếp chuyện với các chi vị cũng giống nhau. Thì ngài Minh Đăng Quang đó, ổng là một vị Bồ Tát. Ổng lúc xưa sư phụ lập cái điện mẫu ở trên núi mình ở Thiên Long Sơn, không sư phụ nghĩ thất sĩ nó khác với mình, sư phụ không có mang thất sĩ chung lên đó và nói về thất sĩ, và cũng không có hình tượng của ngài Minh Đăng Quang ở trên núi Thiên Long Sơn. Thì ngài mới về, ngài mới nói với mấy người đệ tử lớn của ngài ở bển á, tại vì giống như Hòa Thượng Kinh Quán, ngài mất ngài đâu có mất, ngài cũng thường xuyên nói chuyện với những vị đệ tử mà ngồi nhập định được, đúng không? Thì cho nên có những buổi lễ mà Hòa Thượng nhận đệ tử á, thì Hòa Thượng đứng ở đó, tuy là không có thân người, nhưng mà Hòa Thượng nhận đứa này đệ tử của ta. Rồi một người đệ tử mà còn đang hiện hữu á, thì đứng ra làm cái lễ dùm đó. Thì ngài Minh Đăng Quang cũng dạng giống vậy, tại những vị Phật, những vị Bồ Tát chết là không có chết, họ chết họ cũng vẫn gần bên mình á, chết cũng như là đỡ tốn tiền vé máy bay thôi, đỡ ăn ngày 3 buổi thôi, nhưng mà làm việc đó thì tăng lên gấp 3 lần. Có nghĩ những vị Bồ Tát, những vị Phật thánh thần là vậy không? Họ làm gì, mang sắc phàm làm việc rất là hạn chế, hay làm chút rồi mệt, đọc kinh chút cũng mệt, sáng hơi uống cà phê, rồi ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối đại khái. Còn mấy vị là cái chân thành mà vui mà làm việc suốt ngày suốt đêm, không cần ăn không cần uống, ngủ không cần khát nước luôn, đi muốn xẹt qua Mỹ cái xẹt. Thì ngài Minh Đăng Quang thì dạng giống vậy. Thì ngài mới cầm lên là khiếu nại đó. Trong tại những người thường thường ở những người lập ra đạo thì sẽ có những đệ tử, thì những đệ tử sẽ có người giỏi người dở, đúng không? Cái người giỏi á, người ta ngồi thiền, người ta nhập định, người ta tiếp xúc được cái vị sư phụ của họ, tuy là phúc nhưng mà không có phúc để mà dạy cho họ phải xây cái gì, giống như cao đài, giống như bên chỗ cổ đình ở Đông Quang ở Vĩnh Long cũng vậy. Thì có một vị tiếp xúc được thường xuyên, như giờ ngài An Lạc Hạnh cũng là đệ tử của ngài Minh Đăng Quang nữa, và ngài Hòa Thượng Thích Giác Giới mới ở nhà hồi bữa trên núi mới từng rồi gặp mình á, nhớ không, cũng là trưởng phái đoàn một á. Hòa Thượng Thích Giác Giới bữa nào trên núi với một bữa ta, một hai tuần trước á, ổng có qua đúng không, là ổng đó, ổng ở mớm á, ổng đi 3-4 người á, bữa mới 2-3 tuần rồi ổng ở trên núi mình nè. Rồi Hòa Thượng Thích Giác Giới là coi hết phái đoàn một, tức là coi hết tất cả những cái phái đoàn khác. Thì ngày đó nhập định được á, ngày đó biết cái bộ là ai á, phải có nói chuyện với mẹ hồi 4-5 năm trước ổng qua Mỹ á, thì mẹ hiện về nói chuyện với ổng á. Rồi ổng ở Việt Nam thì ngài Minh Đăng Quang nói chuyện với ổng, nói thằng Kiệt á, tôi cũng có công lập hội Long Hoa kỳ này, sao không có để hình ở trên đó. Ngài Minh Đăng Quang ổng cầm lấy ổng nói vậy. Thì từ đó sư phụ mới nhờ Hồng á đi rửa cái hình ổng để chổng vô ổng im mà. Thì những người nào mà giúp mẹ giúp đức thầy á để mà làm cái mạng này á là có ở trên điện mẫu hết, thì ngài cũng có. Thì sư phụ nghĩ ngài không có, thì sau này sư phụ mới biết là bên thất sĩ là một trong những cái department, sư phụ cho department thôi để mà support cho kỳ này. Thì mỗi một lần giống như bữa hổm mình khấn cho xe tăng của Nga nó bị đông lạnh 40 cây số, mình khấn cho ông Trump ông quay lại để mà dẹp mấy cái đám mà thổ tả Mỹ rồi nè. Thì mỗi lần bài khấn á, thì trong đó cái bài ngày hôm qua sư phụ nói trên mạng á, và đồng thời mình để bàn, mình để tiệc mấy vị đó, thì có một bàn của ngài cũng dẫn đệ tử hôm qua. Ở trong thất sĩ có một người bác ruột của sư phụ, hồi xưa đặt tên cho sư phụ lúc 5 tuổi, đó là cái tên Thiện Trí, là bên đạo Phật là
do bác ruột đặt. Bác ruột là tên là Ngô Văn Minh. Ngày xưa bác ruột là đi theo Việt Minh, ổng tên Minh nha, mà ổng làm Việt Minh, tức là cộng sản á. Sau đó bác đi Chư Hồi. Chư Hồi thời 63 thời nhiệm cái thấy không yên, cái bác ra làm việc cho thợm nhiệm làm trưởng ty Chư Hồi. Trưởng ty Chư Hồi có nghĩa là kêu những cái người mà đi theo cộng sản Hồ Chí Minh á, cái đường này sai, đi theo quốc gia gọi là Chư Hồi. Thì chức lớn nha, là làm việc cho tổng thống lớn. Thì có một ngày cũng nằm mơ ông thấy Phật bạn anh, cái đang làm chức quyền, xe hơi xe quân lính rồi đông lắm, cái ông lên nóc nhà, ông đóng cửa cái lầu cuối cùng, ông định khẩu nhập thất 3 tháng trời không nói chuyện với ai hết. Bác ruột của sát phạm này nè, Thiên Ứng Kiệt nè, thầy gọi là sư đẳng á, bây giờ trong hắc sĩ gọi ổng là sư đẳng á. Thì lúc đó 3 tháng ổng không có nói chuyện, ai nói gì ổng viết giấy mấy chữ thôi, rồi đút cơ để cơm trước thì mới ăn thôi, không có nói chuyện. Trong khi đang làm việc, ổng đang làm việc rầm rầm, quân lính thì canh như là gạt đời to rồi đông lắm, người ta cũng bận thần, không biết ông trưởng đi Chư Hồi mà giờ lên ngồi thiền tịnh khẩu. Thì từ đó thì bác đi tu. Thì bác là một trong những người đi đầu tiên đi chung với ngài Minh Đăng Quang á. Là thời đó ngài chưa chết rồi nhiều chuyện lắm. Lúc đó phụ còn khoảng nhiêu tuổi ta, 7-8 tuổi, bác đã đi rồi. Đi cho tới giải phóng thì cộng vô, tới mà gặp là ổng là khoảng 78-79 ổng mới về ổng thăm bà nội. Lúc đó bà nội của Sáng Phàm còn sống thăm. Thì cái duyên là vậy, trong nhà cũng có một người thời đó đi theo ngài Minh Đăng Quang, đó là gọi là sư đẳng, làm chủ trì chùa Thốt Nốt. Bây giờ chùa đó rồi giờ hình như ai làm chủ trì ta, hình như sư Nhất Đăng ở dưới San Diego ở Thốt Nốt, thầy nào cũng quên là nói hết sĩ còn nhiều chuyện rồi. Rồi đến năm 70 năm 97 thụ về thăm ba má Sát Phàm. Thì lúc đó ngủ chung với sư đẳng với bên khách sĩ đông đó. Thì lúc đó nhà sư phụ có chùa lúc đó nhỏ xíu à, thì ngủ với mấy ngày. Thì ban đêm sư phụ thấy bác ruột với sư phụ á đi ngồi ở nhìn sao giảng pháp, mà mình thấy ông nói chuyện trong không gian. Rồi cái thời gian nãy giờ bác làm gì, bác đang giảng pháp cho chúng sanh. Cái mình thấy lại còn thấy bác ngồi góc giường mình, đâu có ai đâu bác giảng pháp. Tự con thấy họ đông lắm, họ có 1000 người, đêm nào sư cũng phải giảng pháp cho họ nghe, tức là giảng pháp cho mấy ma. Vui không? Thì đó, hồi đó là sư phụ mới biết, ủa không ngộ ta, người mà nói chuyện được với ma. Mình cũng để câu hỏi, ổng là bác ruột mình, thì mình cũng có nhiều cái thắc mắc đó. Cái sư phụ mới ngồi ngủ, thì ban đêm á, thì cái chùa màu ăn trắng ở dưới quê thì ma ghê hồn, mà ngủ gần ổng thì ổng ma nào dám đụng đến sư phụ hết. Thì trong đó bây giờ sư phụ còn nhớ là những tên những vị thầy mà ngày xưa cả cuộc đời sư phụ có ngày gặp thầy với ông với sư gì đó không, mà ngổ lắm. Cái duyên nó vậy, từ nhỏ là đã vậy rồi. Thì đến mà năm là năm 2000, năm 99 2000, thì sư đẳng là ổng chết, mất ở nhà thương Cần Thơ. Sư phụ ngay lúc đó chỉ có sư phụ là gần đó lo cho ổng. Tới hôm nay ổng thành một vị Phật. Thì 2 năm trước sư phụ ổng nói chuyện, hiện giờ muốn nói chuyện cũng được. Thì bây giờ sư đẳng cũng là bác ruột với ngài Minh Đăng Quang hiện giờ đang đi chung ở bên